dùng máy bay không người lái đưa áo phao cho người dân vùng lũ ở Thái Nguyên. Một đơn vị từ Hà Nội đã mang theo thiết bị máy bay không người lái đến phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên để hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tiếp tế hàng hóa cho người dân vùng lũ. Tối ngày 10 tháng 9, thành phố Thái Nguyên tiếp tục có mưa, nhưng công tác cứu trợ và vận chuyển nhu yếu phẩm cho những người dân bị mắc kẹt vẫn diễn ra khẩn trương. Theo ghi nhận, một đơn vị từ Hà Nội đã mang thiết bị máy bay không người lái đến phường Quang Vinh để hỗ trợ tiếp tế cho người dân tại các khu vực mà lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Thiết bị này có thể mang tối đa 4kg hàng hóa trong mỗi lần bay. Tối ngày 10 tháng 9, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên nỗ lực đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên vào lúc 19 giờ 30 phút, công tác cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm cho những người dân bị mắc kẹt vẫn được triển khai khẩn trương. Nhiều nơi ở Thái Nguyên nước ngập sâu đến 3 đến 4 phút, hàng nghìn hộ phải sơ tán, nhiều người mắc kẹt giữa biển nước trong điều kiện thiếu thức ăn, nước uống. Từ ngày 8 tháng 9, lực lượng quân đội và công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương chạy đua với thời gian, kịp thời chuyển nhu yếu phẩm đến tay bà con vùng lũ và tìm kiếm những người mắc kẹt ở các khu vực ngập sâu. Với phương châm an toàn của nhân dân là trên hết, công tác cứu trợ diễn ra xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Trong những ngày qua, hàng chục nghìn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng quân đội và công an. Tại phường Quang Vinh và Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đêm ngày 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9, mực nước lũ sông Cầu dâng cao, nhiều khu vực ven bờ ngập sâu, nước chảy xiết nhấn chìm nhà cửa, công trình. Do địa hình phức tạp, xuồng máy khó tiếp cận, các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã chằn dây từ xuồng vào nhà dân, bám theo dây để cứu người. Những hộ dân tránh lũ trên tầng cao được lực lượng công an tiếp cận bằng thuyền, xuồng nhỏ và sử dụng thang dây, thang cứng để đưa xuống an toàn. Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh, cho biết chúng tôi đã huy động 100% lực lượng và trang thiết bị tham gia cứu trợ, dù nhiều cán bộ cũng đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Được biết, trong những ngày vừa qua, công an tỉnh đã huy động trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.035 phương tiện tuần tra, cứu hộ, chở quân, 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh để sơ tán, di dời người dân. Theo ước tính, đến sáng ngày 10 tháng 9, lực lượng quân đội, công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời trên 3.000 hộ dân, với trên 12.000 người đến nơi tránh trú an toàn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.